tôi cũng có đọc một cái thông tin thông tin này đó là liên quan đến chuẩn đoán giá của BTC, cho nên thùng muốn chia sẻ tiêu thiếu là rất nhiều bạn thích những cái thông tin liên quan đến chuẩn đoán giá BTC và đây là một cái bài thảo sát xem coi là những người mà nổi tiếng những người mà biết về kinh tế họ nghĩ gì về giá của BTC. Các bạn thấy rồi trên màn hình chúng ta có rất là nhiều những người đã tham gia bỏ phiếu về giá của BTC năm 2023 và những năm sau đó chúng ta có những người đến từ những công ty lớn như là Etoro, Xpro, Ask vân 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 thì những người này sau khi mà họ bỏ phiếu về giá cả đó thì họ nghĩ như thế nào về giá của BTC thì thật ra khi mà các bạn tính trung bình thì uh, tất cả người này họp lại thì cũng uh, rất là kiêm tốn các bạn. Nghĩa là sao? Để thường cho các bạn thấy được là nếu chúng ta chỉ nói tới giá của BTC uh, năm 2023 đó thì trung bình họ nghĩ là giá của BTC uh, sẽ kết thúc năm nay ở cái mức trung bình là khoảng 35.400 58 à, và Tuy các bạn được là cái mức đó so với giá bây giờ không phải là khác nhau nhiều lắm nhưng mà đương nhiên Tuy đến cuối năm chúng ta còn tới hơn nửa năm giá cả có thể uh, di chuyển bất cứ xu hướng nào có thể là có thể tăng nhanh uh, và sau đó giảm xuống kết thúc năm nay mức là 35.000 điều này hoàn toàn là có thể nhưng mà nói tới năm 2025 đó có nghĩa là đây là cái thời điểm mà nhiều người nghĩ là đỉnh điểm của cái đợt tăng trưởng kế tiếp thì trung bình họ nghĩ là giá khoảng chừng 99.781 như là khoảng 100.000 mà thôi. Rồi mãi cho tới chu kỳ năm 2030 thì những người này mới nghĩ là trung bình giá BDC là khoảng 297.848. Và đương nhiên đây là các bạn thấy được là trung bình chứ không phải ai cũng nghĩ như vậy. Chúng ta có nhiều người à, nghĩ giá cao hơn, nhiều người giá thấp hơn cho nên khi mà trung bình chúng ta có cái mức giá này. Các bạn nghĩ sao về những ước tính này? các bạn hãy comment ở bên dưới thuận đó thì thấy được là 2025 cái mức ước tính này khá là khiêm tốn nhưng mà ngoại trừ chuẩn đoán giá ra tại vì chuẩn đoán giá là như các bạn thấy chuẩn đoán mà thôi không ai biết được tương lai rồi các bạn cái mà chúng ta muốn xem coi là xu hướng của BTC à, đối với mọi người đã mọi người nghĩ sao về xu hướng tương lai của BTC cái đó là cái mình cảm thấy quan trọng hơn và đương nhiên các bạn nghe thuần capital thuần dành thời gian bao nhiêu năm qua để chia sẻ với các bạn về crypto và BTC thì đương nhiên thuần rất có đồng tin vào thị trường này dài hạn và 6 năm qua thị trường này đã có lên có xuống đương nhiên có lúc cho chúng ta rất là vui sướng có lúc cho chúng ta rất là buồn bã nhưng mà nhìn chung thị trường này không làm chúng ta thất vọng khi các bạn đầu tư dài hạn nhưng mà điều mà quan trọng hơn đó chính là lý do tại sao những người này nghĩ nói chung là giá của BTC sẽ tăng thời gian thì có rất nhiều lý do vì đó là điều chúng ta muốn thấy các bạn có một số người nghĩ là giá BTC sẽ tăng Tại vì đây là một cái à, loại đầu tư mà những người nào mà họ không có lòng tin với ngân hàng Họ sẽ đầu tư về BTC như là những gì chúng ta đã chứng kiến trong vòng hơn một tháng qua Có một số người nghĩ BTC là một loại à, tài sản à, để đầu tư dài hạn như là tất cả những loại tài sản khác như là vàng Cho nên một phần tiền đó sẽ vào thị trường này cho nên giá sẽ tăng thời gian Một số người nghĩ là BTC có thể là sẽ được dùng để mà sử dụng trong giao dịch hàng ngày Được dùng thông qua những mạng lưới như là Lightning Network cho nên À, sẽ dẫn đến là BTC sẽ có sự chấp nhận rộng rãi và sẽ có giá tăng trưởng trong thời gian. Có nhiều người nghĩ thì BTC là một cái loại tài sản mà nó không có đi chung đường với bất cứ một tài sản nào khác trên thế giới, cho nên đó là một loại tài sản mà các bạn có thể dùng để mà đa dạng hóa danh mục đầu tư chưa các bạn nghĩ bd sẽ là gì à là một cái đồng dùng để thanh toán là một tài sản đầu tư dài hạn là một cái gì đó để chống lại sụp đổ ngân hàng là rào cản lạm phát hay là là một loại tài sản các bạn dùng để đa dạng hóa danh mục đầu, đầu tư của mình cũng được càng nhiều lý do càng tốt các bạn tại vì mỗi người có một vị thế và nhu cầu khác nhau cũng như là các bạn lưu trữ vàng vậy đó thì có thể các bạn lưu trữ vàng thực sự các bạn cần dùng vàng để làm trang sức hay là các bạn lưu trữ vàng tại vì các bạn cần dùng vàng ở trong sản xuất hay là các bạn thấy sử dụng vàng tại vì các bạn thật sự nghĩ vàng là tài sản các bạn mua các bạn cất đó mà thôi nhiều lý do Lý do nào cũng được các bạn, miễn là có lý do để thị trường của BTC ngày càng phát triển, muốn hóa ngày càng lớn. Rồi, chúng ta cũng có một cái thông tin cũng gây ra nhiều cái sự xôn xao mới đây. À, đây là một cái đề xuất được chia sẻ bởi Nhà Trắng các bạn, chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Thì cái mà được chia sẻ ngày hôm nay là một cái dự luật mà thôi, chứ không phải là luật các bạn. Thì có một đề xuất mới của Nhà Trắng là muốn đánh thuế 30% cho những nơi mà đào crypto trên toàn nước Mỹ à, để có làm gì, để có thể tăng ngân sách của quốc gia. Đương nhiên đây là điều mà những người nào à, tham gia crypto không đồng ý rồi, tại sao lại cứ phải đánh thuế những người mà đào crypto bằng cách là đánh thuế dựa theo cái nguồn điện mà họ sử dụng nếu như, như vậy tại sao những ngành khác không có bị đánh thuế như vậy giống như đã nói tới bởi uh, tỷ phú Mike Novaras. tại sao mà chúng ta không nói đến là hiện bây giờ đó biết bao nhiêu là nơi sử dụng những cái máy để mà tạo ra AI sử dụng biết bao nhiêu là điện tại sao chúng ta không nói đến uh, cây ngành liên quan đến là cung cấp dữ liệu đám mây tại sao ngành đó không bị đánh thuế khi mà sử dụng điện mà chỉ có những người đầu crypto mà thôi Đây là một thị trường tự do thì nên để thị trường quyết định giá cả điện là bao nhiêu Chứ không phải là do chính phủ quyết định Thì đó là cái thông tin liên quan đến đánh thuế khi mà sử dụng điện đi đào BTC Tuy nhiên Thuần cảm thấy đây là một cái đề xuất sẽ không đi đến đầu rồi các bạn Nhưng mà cái mà quan trọng hơn đó Tại sao lại có đề xuất này Tại vì các bạn nên để ý đó Đó chính là liên quan đến tăng ngân sách quốc gia Ngân sách quốc gia ở Hoa Kỳ đó Đang thâm hụt các bạn và hiện bây giờ nợ trần vẫn chưa có được tăng lên mà các bạn thấy được là cái lĩnh vực mà chính quyền Joe Biden nghĩ đến đó chính là lĩnh vực crypto đánh thuế 30% khi mà sử dụng điện để đào crypto thì cứ một phần nào cho thấy là chính quyền của tổng thống Joe Biden có thể nghĩ cái ngành này sau này có thể phát triển đến cỡ nào nhưng mà một điều khác nữa đó là chúng ta có thể nhìn thấy được một cái biểu đồ, biểu đồ này là cái số lượng tiền còn lại ở trong bộ tài chính hiện bây giờ thì các bạn thấy được là cái số lượng tiền ngày lại càng thấp đi và chúng ta nên thấy được đó là chỉ tính riêng một ngày hôm qua mà thôi. Chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng hết 78 tỷ đô la rồi các bạn Chúng ta được là hiện bây giờ chỉ còn khoảng chừng là 238 tỷ mà thôi Nếu như mà cứ tiếp tục sử dụng tiền ở mức độ này đó Thì có thể là chúng ta sẽ không có đến ngày 1 tháng 6 được Mà có thể là sẽ hết tiền vào khoảng chừng là giữa tháng 5 Nếu như mà chúng ta không thấy được nợ trần tăng lên nói tới nợ trần đó thì chúng ta được đây vẫn là một cái đề tài liên quan đến chính trị cả hai đảng hiện bây giờ đảng dân chủ và cộng hòa đó đều đề xuất là tăng nợ trần điều mà hai bên không đồng ý là những điều kiện để tăng nợ trần các bạn đương nhiên đảng dân chủ đó thì muốn là nợ trần tăng lên nhưng mà không có bất cứ một cái sự cắt giảm nào liên quan đến chi tiêu bên đảng cộng hòa thì không đồng ý đó là cái cách giải thích đơn giản nhất nhưng mà tôi nghĩ là sớm muộn gì thì nợ trần cũng được tăng lên mà thôi nhất là đối với lại cái tình hình là bộ tài chính hoa kỳ bây giờ không còn bao nhiêu tiền hết các bạn và tỷ phú ray Dalio cũng đã đưa ra nhận định là nợ trần sẽ được tăng lên tại vì đó là cái cách đơn giản nhất chính phủ hoa kỳ đó thì cần phải trả tiền lãi và tiền gốc cho những cái công trái phiếu đã bán trước đây và họ chỉ có thể làm điều đó khi mà họ có thể tiếp tục vay mượn mà thôi nếu như mà nợ trần không có được nâng lên thì làm sao mà họ vay mượn được còn nếu như mà nói là sử dụng tiền thật tiền thật ở đây đó có nghĩa là sử dụng vàng hay là sử dụng một loại tài sản thật để mà trả cho những cái nợ đó thì đó là cái cách khó khăn hơn cái cách đơn giản nhất là nâng nợ trần và Redario cũng như là nhiều bạn nói đến là kết quả cuối cùng cũng là như vậy mà thôi tăng nợ trần để có thể là vay mượn thêm À, và điều mà các bạn có nghĩ đến đó chính là việc phép tăng lãi suất để làm gì Fed đã tăng lãi suất hơn một năm qua để đẩy lùi phần trăm lạm phát các bạn. Nhưng mà ngược lại nếu như mà bây giờ đã tăng nợ trần rồi lại đi bán công trái phiếu mà Fed lại đi thu mua công trái phiếu đó nghĩa là tiền lại được in ra. Tiền lại được in ra tại vì nợ trần tăng lên lại dẫn đến chi tiêu tăng lên dẫn đến là lạm phát lại tăng lên nữa các bạn. Cho nên các bạn thấy được là đây là một cái vòng tròn hầu như là Fed không thoát ra được. Nhưng mà đây là một đề tài mà chúng ta sẽ nói tới thường xuyên hơn trong những video tới. Thường cũng mới vừa đọc một cái bài viết khác liên quan đến uh, chính phủ của Hoa Kỳ uh, thì các bạn thấy được là dựa theo thông tin á, thì uh, chính phủ Hoa Kỳ cùng với lại nhiều quốc gia khác như các bạn nhìn trên màn hình á, những quốc gia này là nó nằm ở nhiều thuộc địa khác nhau mà các bạn thấy là chủ yếu là ở uh, Mỹ, ở Nam Mỹ, chúng ta có ở Châu Âu, chúng ta có những quốc gia như là Austria, nước Pháp, nước Đức, Netherlands, Poland, Brazil, Switzerland, nước Anh và Hoa Kỳ uh, đã cùng nhau tổ chức một cái chiến lược gọi là Operation Spectre Chính đường này đó là nhằm để mà tấn công những cái tổ chức ở dark web các bạn và tổng cộng họ nói họ đã bắt giữ 288 người liên quan đến những tổ chức dark web, này, những cái người hacker những người mà làm những chuyện xấu trên internet đó thì họ đã bắt giữ 200 88 người và họ đã tịch thu được tổng cộng đó là 850.000 kg thuốc cấm. Thêm vào đó đã thu thập được là 117 vũ khí. Nhưng mà một phần của những gì họ thu thập được đó là 50.8 triệu euro và trong đó có luôn cả crypto điều mà các bạn thấy được là họ không để rõ ở đây và đây cũng là điều thường muốn các bạn để ý đến là tuy là họ nói là họ đã tịch thu được một số lượng lớn tiền mặt là 53 triệu đô la tiền mặt trong đó có luôn crypto nhưng mà họ không có để rõ là trong cái 53 triệu đô la tiền mặt này bao nhiêu là crypto tôi nghĩ là có khả năng là không nhiều rồi các bạn nếu như nhiều ra thì các bạn thực là báo chí đã đăng crypto dùng trong những cái dịch vụ phạm pháp đa web nhiều rồi nhưng mà ở đây họ cố tình gộp chung lại tôi cảm thấy được là tại vì họ không có thể gắn liền cái thông điệp được crypto dùng trong nhiều việc phạm pháp được cái phần trong crypto có thể rất nhỏ trong đây và đó cũng là điều chúng ta cũng đã nhìn thấy được trong nhiều bao nhiêu năm qua rồi các bạn thậm chí là chính phủ hoa kỳ chính phủ nhật bản đã có những cái thông tin chính thức là cái phần trăm crypto sử dụng trong những việc phạm pháp đó nó rất là thấp các bạn khoảng chừng là dưới 2% hay dưới một phần gì mà thôi cực kỳ thấp luôn so với cái phần trăm tiền mặt được sử dụng trong việc phạm pháp đó là nhiều hơn con số crypto crypto là một phần cực kỳ nhỏ mà thôi cho nên nếu nói là crypto dùng chủ yếu trong những việc phạm pháp đó thì không có đúng và cũng không có bất cứ dẫn chứng nào cho nên điều đó là sự thật hết các bạn đó chỉ là những cái tin đồn hay là những người họ không có theo dõi sát cái chuyện này họ nghe người ta nói họ nói lại mà thôi chứ còn không có bất cứ một quốc gia nào có thể đưa ra thông tin đó hết rồi nói tới chính phủ đó thì chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái tin đồn liên quan đến SEC và Ripple chúng ta hôm nay lại nghe thêm một cái tin đồn nữa là SEC sẽ gặp riêng công ty Ripple vào ngày 8 tháng 5 nghĩa là trong vòng 6 ngày nữa để thỏa thuận chấm dứt cuộc kiện tụng các bạn được đây chỉ là một tin đồn mà thôi và chúng ta thật ra cũng đã khá là mệt mỏi với những tin đồn liên quan tới SEC và Ripple rồi trên channel này đã thường đã chia sẻ với các bạn ít nhất là ba tin đồn trước đó tất cả những tin đồn nó đều không đúng sự thật tới bây giờ cái sự kiên tùng này vẫn chưa có kết quả và đương nhiên mọi người thì muốn SEC thu kiện và thu kiện sớm tuy đây là điều các bạn muốn nhưng mà khả năng cao đó đây thứ nhất là tin giả mà thôi như là thường chia sẻ với các bạn thứ nhì cho dù là đây là tin thật đi nữa, nữa là SEC Ripple có thể gặp riêng nhưng mà chỉ có thể để bàn luận chi tiết và sẽ không có bất cứ thỏa thuận nào như là luật sư John Deaton đã nói đến. Tại vì dựa theo luật sư John Deaton và theo thùng đọc ở trên Twitter như luật sư khác cũng đồng ý với quan điểm này. Nói là chỉ khi nào thẩm phán ra quyết định nghiêng về Ripple thì SEC mới nghĩ đến chuyện thỏa thuận để giữ thể diện mà thôi. Điều đó vẫn chưa xảy ra. Khi mà thẩm phán vẫn chưa có quyết định thì không có lý do gì SEC muốn thỏa thuận hết các bạn. Cho nên đây là thông tin mà tôi nghĩ ai cũng muốn nghe sự thật thì đây có thể chỉ là một tin đồn giả mà thôi rồi chúng ta cũng có cái thông báo đến từ Coinbase các bạn Coinbase cách đây khoảng chỉ một tuần đó họ đã nói là họ đã có chiến lược để tiếp tục mở rộng Coinbase ra quốc tế chứ không chỉ riêng ở Hoa Kỳ nữa thì tôi nghĩ là Coinbase một phần chỉ nói gì mà thôi tại vì họ đang không được vui với những gì xảy ra ở Hoa Kỳ nhưng mà khả năng là Coinbase đương nhiên trụ cột thì vẫn ở Hoa Kỳ nhưng mà một phần lớn họ sẽ từ từ đa dạng hóa đầu tư của họ và đa dạng hóa thu nhập của họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau mà điều quan trọng hơn nữa đó Cả bài viết này điều mà thường chú tâm nhiều nhất các bạn biết là phần nào hay không Đó chính là bên dưới này Công ty Coinbase quốc tế sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ đòn bẩy cho BTC và Ether Đó chính là dịch vụ Futures các bạn Những hợp đồng Futures này à, sẽ có mặt trên sàn Coinbase International Nghĩa là Coinbase quốc tế Các bạn nên biết đó là những sàn giao dịch crypto Hoa Kỳ bây giờ là không có cho phép sử dụng đòn bẩy Và khi chúng ta nhìn vào Coinbase là một cái công ty coi như là những sàn mà đầu tiên xuất hiện trên thế giới luôn các bạn và với cái vị thế đó Coinbase tuy là sàn mà cũng đã đạt được nhiều cái thành tựu như là lên được sàn chứng khoán Hoa Kỳ là sàn crypto đầu tiên lên chứng khoán của Hoa Kỳ được nhưng mà khi mà nhìn lại đó thì Coinbase nhìn vào những cái thành tựu đến từ Binance Binance chỉ bắt đầu là khoảng chừng cuối năm 2017 mà thôi mà trong khoảng thời gian ngắn chỉ có vài năm đó đó Binance đã trở thành sàn quốc tế lớn và có thu nhập rất là cao luôn và một phần thu nhập đó là đến từ Futures các bạn và Coinbase đương nhiên là không ai nào mà cứ đứng nhìn mãi gì hoài khả năng bây giờ đó đừng nói tới là có futures ở Hoa Kỳ khả năng bây giờ là sàn Coinbase có phải kiện tụng với SEC và kéo dài bao nhiêu cũng còn chưa biết cho nên Coinbase đã quyết định là không chờ nữa các bạn họ cần phải có thu nhập và futures sẽ chính là điều mà họ chú tâm đến.ít ra đây là quan điểm của Thuận và Coinbase uh, cũng được rất nhiều công ty đầu tư các bạn. Các bạn có biết là ngày hôm qua đó, Ark Invest uh, đã công bố là họ lại đầu tư thêm 8 triệu đô la vào Coinbase. Các bạn thấy được là Ark Invest của Cathie Wood là một trong những công ty mà luôn tin tưởng crypto và tin tưởng Coinbase. Và để các bạn hiểu hơn đó, thì khi chúng ta nhìn vào cổ phiếu của Coinbase thì bây giờ ai lưu trữ nhiều nhất các bạn thấy được là hiện bây giờ đó chúng ta có Brian Armstrong Brian Armstrong là CEO hiện bây giờ thì vẫn lưu trữ 18% cổ phần của Coinbase Chúng ta có Ersham Patrick Ernest Đây cũng là co-founder của Coinbase Các bạn lưu trữ 9.9% Nghĩa là khoảng chừng 10% cổ phần của công ty Nhưng mà các bạn thấy là kế tiếp chúng ta có Arkin Best Arkin Best lưu trữ tới 5.14% cổ phần lận Đây là một trong những cổ đông rất lớn của Coinbase à, Các bạn thực là kế đó là Vanguard Vanguard là công ty đầu tư các bạn à, lưu trữ khoảng chừng 737% của Coinbase Là những cái cổ đông lớn của Coinbase này Và chúng ta còn vô số những cổ đông khác nữa Nói chung đó thì Coinbase cũng là một trong những cổ phiếu mà được nhiều công ty ở Hoa Kỳ quan tâm đến Mặc dù là cổ phiếu này cũng đã trải qua một năm 2022 rất là tệ Nhưng mà năm nay đó thì chúng ta nhìn vào cổ phiếu của Coinbase đã có một sự phục hồi không hề kém Thậm chí là thuận nhớ hình như là cái sự phục hồi của base còn hơn cả BTC nữa. Chúng ta nhìn thấy được là từ đầu năm tới bây giờ à, thì uh, base tăng 45.01%. Và đương nhiên Coinbase uh, thì có trụ sở Hoa Kỳ nhưng mà muốn phát triển ở thế giới. Ngược lại chúng ta lại có một cái... À, công ty hiếm hoi lại muốn đến Hoa Kỳ các bạn đây là một trong những cái sàn giao dịch cũng đã có nhiều năm ở nước Úc thường thì không biết được là họ lớn bao nhiêu nhưng mà đây là cái sàn giao dịch có tên là Coinjoy thì Coinjoy họ đã bắt đầu từ năm 2013 tại Melbourne bây giờ họ bắt đầu phát triển qua tới Hoa Kỳ và một trong những cái tuyển dụng đầu tiên của họ đó, đó, chính là muốn mướn một giám đốc chuyên về chống rửa tiền nói tới những công ty liên quan đến crypto đó, thì các bạn thấy được là Michael Strategy cũng là một công ty trên sàn chứng khoán mà họ cũng đã à, có một cái à, lợi nhuận Trong quý 1 chi tiết hơn đó là Michael Strachey Nói là trong quý 1 à, họ đã có À, lợi nhuận một phần đó là 94 triệu đô la Chủ yếu đã đến từ một cái lợi ích về thuế là 453.2 triệu đô la Thêm vào đó đó thì à, họ cũng đã có được thu nhập là 121.9 triệu Thu nhập này đã tăng 2.2% so với lại thời điểm này của năm ngoái à, Và đương nhiên CEO hiện bây giờ đó là phong lê các bạn Không biết tại sao bài viết này của Cointelegraph lại để hai chữ Y thật ra phong lê uh, là ceo hiện bây giờ của michael strategy còn michael Saylor đó bây giờ là chủ tịch của michael strategy thì vẫn những cái dòng điều đó các bạn vẫn là một công ty mà chú tâm vào chiến lược btc ngoài việc đầu tư btc ra đương nhiên vẫn tiếp tục kinh doanh cái uh, ngành cung cấp phần mềm của họ và thu nhập đó dùng để làm gì dùng để tiếp tục thu mua btc giống như công ty này đó bây giờ điều họ quan tâm nhiều nhất đó chính là tích lũy thêm nhiều BTC và Michael Saylor thì luôn thích chia sẻ cái biểu đồ này với các bạn đây là một cái tài liệu cho thấy được là từ khi mà Michael Strategy thu mua BTC như là từ tháng 8 của năm 2020 cho đến bây giờ đó thì kết quả ra sao kết quả thì cổ phiếu của Michael Strategy đã tăng 166% trong thời điểm đó trong khi BTC tăng 143% chúng ta có thể so sánh cổ phiếu của Michael Strategy với lại những công ty lớn khác như là Apple, Microsoft, Google, Meta, Netflix, Amazon, Oracle, IBM, CIM và SAP thì đều cho thấy được là không thể sánh được với lại cổ phiếu của MicroStrategy. Cho nên khi mà các bạn hỏi là tại sao cổ đông của MicroStrategy lại cho phép MicroSailor dùng tiền cổ đông để mà đi thu mua BTC như vậy không phải là cờ bạc hay sao thì lý do là tại vì các bạn thấy được là cổ phiếu của MicroStrategy đã có sự tăng trưởng khá nhiều từ khi mà họ bắt đầu thu mua BTC nhiều hơn cả những cổ phiếu của những công ty công nghệ nhiều hơn cả BTC nữa các bạn đó là lý do tại sao chứ cổ đông của Michael Strategy đâu phải là cứ nhắm mắt đưa tiền cho Michael là đó các bạn rồi chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan đến cái người này trước đây đó là giám đốc cấp cao của Coinbase các bạn đã nhớ là khoảng chừng một tháng rưỡi trước đó thì người này đã đi lên trên À, mạng xã hội lên trên Twitter nói là muốn cá cược là trong thời gian tôi nhớ là 2 tháng thì giá của BDC sẽ đạt được tới mức là 1 triệu đô hay là ông ta sẽ thua một triệu đô các bạn đã nhớ cái thông tin này. Thì bây giờ đó, hai bên cái bên mà cá cược với người này đó cũng đã thỏa thuận là sẽ đóng lại cái à, sự thỏa thuận này sớm và và Laji cái người mà đưa ra cái à, nhận định là BDC đạt được là 1 triệu đô la trước hay là trong ngày 17 tháng 6 của năm nay đó à, thì cuối cùng cũng đã chung cho bên kia các bạn tổng cộng đó cái người mà cá cược với người này à, đã nhận được 500.000 đô la và 500.000 đô la còn lại là đã được quyên góp cho Bitcoin Core và 500.000 đô la đã được quyên góp cho một cái quỹ từ thiện khác có tên là Give Directly. Thì đây coi như là kết thúc cái vụ à, cá cược này nhưng mà Laci, à, thì cũng đã nói là lý do tại sao ông ta lớn tiếng trên Twitter nói là BDC sẽ đạt được cái mức là 1 triệu đô la từ thời điểm đó cho đến ngày 17 tháng 6 lý do là tại vì ông ta muốn nhiều người biết đến BDC hơn đó là điều thứ nhất điều thứ hai nữa đó là đương nhiên cái mức giá đưa ra có thể nhiều người cảm thấy là nó quá không hợp lý làm sao mà trong vòng chỉ có 2 3 tháng mà giá BTC có thể tăng lên tới 1 triệu đô la được nhưng mà sẽ dẫn đến nhiều người lại suy nghĩ trong khả năng nào có thể dẫn đến BTC tăng đến 1 triệu đô la thì sẽ nhiều người tìm đến hiểu hơn về lạm phát và đó là điều mà ông ta muốn làm ở đây nói chung đó, thì Balaji nói là bỏ một triệu rưỡi ra để có thể khiến cho nhiều người quan tâm đến hơn về lạm phát về siêu lạm phát và BTC nhưng một phần thường cảm thấy là người này đã nổi tiếng sau khi mà có cái vụ cá cược này. Và chúng ta cũng sắp sửa có một cái đại hội Bitcoin lớn đó chính là Bitcoin Conference năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 18 đến ngày 20 của tháng này và chúng ta cũng thấy được là năm nay cũng có rất là nhiều à, những người liên quan đến chính trị cũng tham gia chúng ta có à, đương nhiên thượng nghị sĩ senator Lumus, chúng ta có dân biểu mà nhiều bạn cũng đã à, có thiện cảm đó chính là patrick McHenry henry người mà đã hỏi à, sec à, chủ tịch giao Gensler về ý tưởng có phải là chứng khoán hay là không chúng ta cũng có thống đốc Ridwan camille và nhiều người khác nói chung thì các bạn thấy được là btc à, bây giờ đã được nói đến rất nhiều trong cái vòng à, tròn chính trị rồi và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Môn Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay điểm giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có nói biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Source, Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.